anh em xem một cái tình trạng này thì mình nghĩ là cũng có nhiều anh em thợ gặp vô anh em sẽ gọi là bỡ ngỡ không biết là nó là do đâu nha. Thì là cái xe này là anh khách anh nói là đổ xăng vô chạy chút xíu là nó hết xăng à, mà cái ống này nè, cái ống này nó cái ống mà anh em biết không, cái ống mà thông hơi từ máy, ống thông hơi từ máy đi lên trên cái bầu gió này nè, đây nè, đó đây nè, cái ống này là đã bị vụ ra rồi, đây nè, thì cái ống này nó nằm đây nè, đây em thấy cái ống hơi không, đây nè, đó cái ống này là cái ống hơi nè, đó ống hơi của cái máy nè, đây nè, không giữ đâu, ở đây nó có cây gài rồi, được đâu, đây là cái ống thông hơi của con này, thông hơi giữa máy nha, đó thì khi mà mình nổ máy lên á thì nó sẽ chào xăng, bằng cái này là nó có kèm nhớt rồi nha anh thấy không, nó có cái nhớt à, trong máy nó ra nha. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem là mình bật khóa lên nha, đây máy nó hết xăng luôn rồi, xong nó hết xăng luôn rồi, nó bây giờ nó không xuống xăng nữa, 50 ngàn được lít rưỡi hả, nó hết xăng luôn anh trai ơi. Ừ, nó hết xăng luôn rồi, nó hết xăng luôn, nó xuống hết trơn rồi. Rồi cho nó canh đi. Lên cái lớn thì nó chào qua lẹ hơn. À, giờ nó lúc mà cần nó phúng thì nó không phúng nè. Rồi vậy để đổ cho miếng xăng đi, đổ miếng xăng. Rồi mình mới đổ xăng vô lại nha, tại nó chảy hết xăng rồi, có đè xíu lên trai. Đè xíu cho nó xuống xăng đi. Đè mấy cái nó xuống xăng được. Rồi để cho nó bơm xăng xuống cái. Đó. Cái bình này để thấy thì nó dễ hơn, còn không thấy thì nó sẽ khó. Cái nắp này nó nắp nhớt. Để ra đậy kính này đi rồi cho nó phụt ra cái đường này nè. Nãy nó xì quá trời, xì như cà phê luôn. Nãy tưởng đâu là nó chảy xăng dư. Đó, anh em gọi đi cho nè. Rồi nó ra nè. Nó phúng ra đó. Ok thôi vậy thôi. Tại vì biết sao không? Cái này á thì nhiều mình không dứt cũng có anh em bị rồi. Anh em nói tại sao mà em đề máy mà xăng nó cứ ra đường lọc gió rồi các kiểu á. Em mới nói ống này nè, em cứ tức quá là bị cho em thôi, ống này lại. Thì tưởng nó là ống xăng dư thì nó khác. Rồi em bẻ buộc cái thùng lại nó ủa nó kỳ ra bẻ rồi sao nó vẫn hôi xăng ta. Đây nó xịn cái gì nè. Bị em mà trời mưa đổ. Thì đó, nó xì ống hơi này nghe anh em, nó xì ống này là nó xì ra đây. Đó thì cái xe này á là đang bị xăng nó vô trong nhớt luôn á. Thì nó vô á là nó vô á từ đường cái co này nè. Rồi để giờ mình mở ra cái dàn áo qua đi rồi mình cho anh em xem, để mỗi anh em nào cũng bị thì anh em có thể là biết nó do đâu rồi xử lý nó dễ hơn nha. Thì cái này á là nó bị ở cái này. Nếu không? Nhiều người ta sẽ không nghĩ đến cái này, bơm á thì lúc bây giờ mình rút ra thì bây giờ nó không thấy nó chảy nè. Đúng không? Nhưng mà khi mà mình đậu á, mình đậu trong nhà mà khi mà mình chạy về đậu xong á thì cái ống hơi này nè. Cái ống hơi này nó sẽ xăng nó sẽ lại đây nè, nó đưa qua này, nó đưa vô trong cái lỗ này. Nó xuống đây nhiều quá thì nó sẽ lòn theo cái kẽ hở của bộ bạc á, nó vô trong máy này luôn, nó vô trong máy này luôn đó. Cũng may là cái ống này anh em, cái ống này là cái ống người ta đã rút ra, người ta để ở dưới này cho nên nó là xăng nó pha với nhớt nhiều quá thì đâu nó bị dư á là nó tràn ra ngoài. Chứ nếu mà cái ống nó mà cắm lên trên cái bầu này nè thì nó đẩy lên đây nhiều quá, nó sẽ hút ngược lại vô trong cái bình xăng con này thì nó ngợp, nó không chạy được. Đúng lực là đúng quy trình là xe này là nếu mà xăng xuống nhiều quá là cái lúc đang chạy là nó không có vô. Nó không có vô xăng đây. Nhưng mà cái lúc đậu á là nó vô xong rồi, bởi vậy nó nhiều quá nên là chạy nó mới đẩy ra, giống như là mình thay nhớt mà mình giống như xe này không táo đi, mình đổ lít rưỡi vô đi là đầu nó dư nhớt là nó sẽ đẩy ra cái đường đó. Đúng rồi, nó tống ra. Gặp xăng này thì nó nhẹ nữa nè. Lóng le thấy không nè. Nguyên 1K không nè. Toàn là nè. Cái này là xăng chứ đâu phải nhớt em. Nè. Đó. Đây, được chưa?
đó, anh em thấy không, nguyên một cái ca nó chảy ra toàn là xăng không. Cái này là rửa máy, hôm nay máy là siêu sạch luôn rồi đó. Hy vọng là nó không hở bạc nha, nhưng nó hở bạc thì vài bữa mà chạy mà ra cối là bữa khói ốc bô là hiểu rồi đó, lấy ốc bô là hiểu ha. Rồi ok, để giờ bên anh em nào có bị thì anh em lưu ý nha, cái này nè là cái lỗ này là cái lỗ nó sẽ hút hơi đó, cái ống này nè, khi mình đề nó hút nhưng bây giờ nó bị hư rồi, nó có thể là lúc đóng lúc hồng luôn á, nó chập chờn nó qua giờ anh bị 2 ngày rồi, thì xăng nó sẽ xuống từ bình lớn nó vô đây và nó chảy vô trong cái lỗ này, nó vô đây luôn đó. Rồi để mình mở cái bình xăng ra, cái mình coi xử lý cho anh em coi luôn nha. Giờ anh em nó thì cái bình này thì chỉ cần thay cái bơm xăng này thì nó sẽ hết anh em. Thì trong cái lỗ này nè, anh em thấy không? Trong đây là nó có xăng luôn nè, nó ướt luôn nè. Cho nên nó là nó sẽ đi theo cái đường này nè. Đó, rồi nó chảy xuống. Chứ còn nếu như mà nó chảy nhiều qua bên cái đường này nè. Cái đường mà ống lớn á, thì nó vô bình xăng con thì nó có dư, có nhiều đi chăng nữa thì nó sẽ tràn cái lỗ này anh em, cái đường lỗ của cái lỗ xăng dư này nè. Đó, mình mới test thử rồi. Đó là nó thông chứ không có bị nghẹt nha anh em. Đó, cho nên là nếu mà nó bị chảy thì chỉ đó, thì cái này mình dự đoán thì cái xe này là đó, nó sẽ xì cái đường lực đường cái lỗ này. Đây anh em nhìn nè, thấy cái lỗ này sạch không? Đó, cái lỗ này nè, nó sạch là do xăng nó chảy xuống này nè, cái lỗ này nè, đó cái lỗ này nè. Còn cái lỗ trên này anh em thấy không, anh em thấy nó dơ hơn không? Đó, ta nhìn kỹ không, hai lỗ, một lỗ dơ một lỗ sạch, thì tự nhiên là cái lỗ sạch này do xăng nó chảy vô cái đường này đó, nó chảy xuống đây và thì nó xuống trước bắp này, thì nó sẽ lòn cái sức bắp mà nó đang mở, anh em đang mở thì nó sẽ chảy xuống ngay cái phần bê tông bạc thì nó sẽ lòn qua được em, nó lòn qua được trong đó nó xuống dưới phần nhớt, nó ngâm trong một bệnh luôn nó đây nè, thấy không đó. Cho nên là khi nổ máy thì nó sẽ đẩy ra được cái lỗ thông hơi này, nó đẩy ra đó. Thì chia sẻ với anh em cái bệnh này để bây giờ mình sẽ lắp cho trọn vẹn nha, rồi mình sẽ test máy mình nổ lại cho anh em xem nha, nó là nó không bị nữa nha đó. Dạ, rồi thì mình vừa mới thay xong cái bơm nha anh em, thay xong cái bơm rồi thì bây giờ cũng đổ nhớt cũng xong, giờ test máy thổi máy luôn anh em, nó không có bị chào nữa nha. Đó, để thổi máy luôn, cái ống này đáng lẽ là nó nằm đây nè, đó không biết sao mà ta rút ra cái người ta để luôn nè. Thì anh mới mua xe này lại, anh chạy đi làm được 2-3 ngày nay à, nó nói là đổ 50.000 xăng vô chạy được có mười mấy cây là nó đậu xong rồi, ra là đề là nó ọc cái gì nè. Cái bệnh này mình nghĩ là nhiều anh em biết rồi, tại vì cũng có nhiều mình đã có nhiều anh em bị, có nghĩa là cái lúc mà chạy anh em, lúc chạy á là nó không có xuống liền nha, lúc mà mình chạy á thì nó vẫn bình thường thôi, tại vì nếu mà lúc chạy mà cái ống này mà nó xuống xăng á là nó sẽ ngọt, nó không chạy được nha anh em. Còn khi mà mình đậu lại á, lúc mà anh ta đậu lại á, bắt đầu thì nó sẽ đi theo cái đường này nè. Cái lúc nó bị thì nó sẽ chảy xuống đây, nó xuống cái xúc bắp, và lúc đó xúc bắp nó đang hở anh em. Nó đang hở xúc bắp nha. Hở xúc bắp thì đầu là xúc bắp nó đang mở á, nghĩa là nó sẽ xuống thẳng xuống cái bê tông. Thì bắt đầu là nó sẽ vô trong cái máy, đầu là nó quá nhiều lên nổ máy thì nó sẽ đẩy ra cái đường thông hơi. Đó. Cho nên là nhiều khi anh em mở ra anh em kiểm tra anh em thấy hiện tại giờ nó không có xì thì là không phải nha. Mình coi kỹ cho mày nè, nó có xăng đây luôn nè, nó ướt xăng đó. Cho nên là nguyên một nó chỉ từ bình xăng lớn xuống dưới này là chỉ có một con đường thôi anh em, một con đường dưới thôi là từ đây cái ống này và ống chính, mà ống chính này á mà xuống nhiều quá mà bông tua không đóng á thì nó sẽ chảy ra đường cái ống phụ này đó, còn không nữa là đề hoài nó ngợp nó không nổ được. Nhưng trường hợp này là 100% là bị ở đây đó. Khi mà nổ máy hồi nãy thì mình thấy là ảnh mang qua thì ảnh nói là nó chảy cái ống bự này nè, nó xì luôn anh em. Còn giờ thoải mái nha, đó nghiêng xuống luôn nè, thoải mái luôn đó, nó không bị nữa. Rồi giờ mình cắm ống này trả lại cũ nha, đáng lẽ ban đầu nó phải nằm ở đây nè, mình nghĩ là nếu ban đầu mà anh nằm ở đây mà anh bị chào vậy á, nó chào lên trên đây nhiều quá thì nó sẽ cái thằng này nó hút vô anh em, thì nó sẽ gây ra ngọt liền, nó không chạy được luôn á. Cho nên là bệnh này cũng nói chung là anh em gặp thì mình chia sẻ vậy đó, anh em có thể là khắc phục theo cách dễ dàng hơn nha. Rồi video này kết thúc đây nha anh em.